Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Cẩm Yên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về chương trình thể thao 24 giờ. Các bạn ơi, trong môn thể thao có rất nhiều môn thể thao như là đá bóng, chơi bóng rổ, bơi lộn. Còn mình thích nhất là môn thể thao vì nó giúp mình cao lớn hơn. Còn các bạn thì sao? Hãy kể về môn thể thao mà các bạn thích nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.